bị lòng vào vòng cái này á. Hả? À. Trời ơi, nhỏ em thông minh xuất sắc. Trời ơi. Rồi, xem như là cái trận đầu tiên là Sarah Lou đã thông minh đẩy cái chai ra gần cái bàn để lấy cái dòng ra được mà không đổ cái chai. Coi như là em thắng dòng này nha. Nhưng tiếp theo với hai chàng trai không được xài chiêu cũ. Ồ, dạ, vậy hả? Phải xài chiêu mới chứ, mời Khánh Ngô với lại em. Ủa? Tuấn Kiệt. Bắt đầu. Khánh Ngô chưa lắc vòng á em. Làm sao đây? Khó quá nè. Khó chứ. Không được dịnh cái chai. Dùng cái chiêu nãy của Hiền Trinh làm được á. Ê, Khánh Ngô làm cũng hay gần đó. Trinh cả. Tặng cho Trinh. Hay luôn. Tuấn Kiệt đã lấy được cái vòng ra khỏi cái chai. Xuất sắc. Tiếp, bây giờ trận chung kết mời Sarah Lou và Tuấn Kiệt. Đó, hai em lại tiếp tục thi nhau coi ai chiến thắng. Cuối cùng, bắt đầu. Chắc không được làm lại cái vừa nãy đúng không ạ? Làm đúng. Cái giống của chị ấy. Nó đâu có nhìn đâu. Hay luôn, Sarah đã lấy ra cái vòng trước em. Ủa, em không biết làm gì luôn. Khéo léo em ơi. Không, cái này chỉ là khêu lên thôi ạ. Ừ đó, nhưng mà ta làm không được kìa em. Đây nè em, đó nè. Đó. Người ta cũng làm. Đó, không được mới là vấn đề. Mình chiến thắng em. Chọn đội nè. Bây giờ em muốn chọn ai vô đội của mình nè. Ai cũng được. Nhường chị chọn. Ơ, nhường chị chọn á. Không, em phải lựa chọn. Không, phải chọn thôi. Thôi, từ bé giờ em nhường quen. Nhưng bây giờ em được quyền chọn, không cần phải nhường nhịn ai hết. Chứ nhưng mà em... Ai cũng được. Chọn luôn chị đi, đỡ phải nghĩ. Ừ, chọn luôn đi. Ừ, dạ. Ra đây. Vậy rồi phải không? Vậy hai chị em về chung đồ. Ủa, nó nghe là thiên kia rồi. Dạ, về thiên kia vậy. Thì về vui vậy đó. Không, nếu như mà em thắng, em được quyền chọn một trong hai cô gái đẹp này đúng không? À, dạ đúng rồi, em đó. Cũng định chọn chị ra tách ra. Thì hai chị em đồng lòng quá. Đó, bởi vậy người ta hiểu ý nhau lắm. Dạ, cho nên là thì... cái người ta có cái cơ hội mà thắng cao lắm. Nhưng Khánh Ngô, em cùng với Tuấn Kiệt, hai anh em phải hợp sức với nhau để có thể chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Và bây giờ, các em hãy đặt tên đội của mình đi nào. Em nhường đội nữ bên đây. À, mình là chị em, mình đặt cái tên gì liên quan đến chị em tí nhỉ? Tấm cám đi. Tấm cám à? Chắc chắn chị là tấm rồi đúng không? Em là tấm. Trời ơi, bây giờ dành nhau làm tấm. Tấm cám đúng không? Được luôn. Chấp nhận. Bên đây là gì? Hoàng tử đi. Dạ đúng rồi, định nói luôn. Đội em đội hoàng tử. Tấm cám, hoàng tử, cuối cùng mình cũng hốt một trong hai bà này. Dạ đúng vậy. À, hốt ai? Hốt bà tấm hay bà cám? Hốt cả hai luôn. Thường là hoàng tử là hay hốt bà tấm đúng không? Nhưng cuối cùng bà cám vô. À, cuối cùng bà cám vô bà hưởng trước. Dạ đúng rồi.